Chào tất cả mọi người. Đây là cái máy đo LC. Máy này nó theo mình rất là lâu rồi. Mình làm nó cũng phải cách đây chục năm này. Đấy. Bạn xem ngày xưa này, cầu dây tùm lum này. Ác chiến luôn. Máy này đo rất là chính xác nhé. Nhưng mà sau một thời gian dài thì bây giờ nó đã không còn hoạt động nữa. Do nọ mình đo tụ điện ấy, mình quên mình không xả, thế là nó phóng điện chết mất cái máy này. Giờ thì không có máy để làm. Mình hay nghiên cứu nghịch những cái mạch, ví dụ đây là cái mạch cầu H này. Cầu H này có chức năng là chống chập nhé, anti short. Trong những cái mạch cầu này thì cái giá trị mà quận cảm cũng như là tụ điện thì nó rất là quan trọng để đảm bảo cho cái mạch chúng ta nó hoạt động ổn định ấy. Giờ máy đo thì hỏng rồi. Rồi thì mình sẽ phải mua một cái máy mới để có thể tiếp tục phục vụ công việc của mình. Đây là cái máy DSO TC3. Rồi mình sẽ bóc thử nhé. Hộp rất là đẹp. Người ta sẽ có kèm cho mình một cái bộ que đo như này, bộ que đo sóng này. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái bộ dây để cắm test, một cái sạc Type-C này. Sách hướng dẫn sử dụng. Cảnh báo này. Nhân vật chính của ta đây. Đây rồi. Rất là nhỏ gọn thôi. Nó nằm ở trong lòng bàn tay. Đầu tiên ấy, các bạn phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng của nó nhé. Nó có quá là nhiều chức năng luôn ấy, nên là mình phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng này để mình biết cách sử dụng được. Đây, đây là cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và đây là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung. Cái này nó có băng thông là 500 kHz với 10 mega mẫu trên một giây, điện trở đầu vào là 1 mega ohm. Time bay là từ 1 micro giây đến 10 giây này. Có các chế độ là auto, normal, single. Cái này là chức năng của máy nhận sóng này. Và đây là những cái mà nó có thể đo được này. Nó có thể đo được triode này, diode này. Các loại led này, GFET này, IGBT này, MOSFET, SCR, TRIAD. Tụ điện thì nó đo được từ 25 pf đến 100 mF. Điện trở này, nó đo điện trở từ 0,01 ohm đến 50 mega ohm. Quận cảm thì đo từ 10 micro henry đến 100 mini henry. Đo điện áp từ 0 đến 40 V. Đo cảm biến nhiệt độ và cảm biến độ ẩm, giải mã hồng ngoại thì chỉ hỗ trợ của led nhé, chỉ hỗ trợ của cái giao tiếp của led thôi. Còn đây là máy hiện sóng thì nó có thể phát sung vuông này, sung sin này, sung hình tam giác đó. Và đây là các phím chức năng của nó. Thì một điều chú ý là cái máy này nó chỉ hỗ trợ đầu vào tối đa là 40V thôi nhé. Nếu mà quá 40V thì nó sẽ hỏng. Nhưng mà các bạn đo cái điện áp cao hơn thì các bạn sẽ phải bật sang cái thang đo X10 này nhé. Hoặc là mua thêm cái que đo X100 thì nó sẽ an toàn hơn. Đầu tiên để bật máy thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút hình quay lại này. Đó. Thì máy nó sẽ khởi động. Đầu tiên là chức năng test linh kiện này. Đó. Chúng ta bấm OK thì chúng nó sẽ vào cái menu là test linh kiện và chúng ta sẽ cắm linh kiện vào đây. Đó, cắm linh kiện vào đây và chúng ta đo. Ví dụ như là mình sẽ đo một cái quận cảm này nhé.
mình sẽ để cái số 1 và cái số 2 này đó. Và nó sẽ test. Rồi nó đã phát hiện đây là một cái quận cảm mà có cái điện cảm là 1,75 mH và có điện trở dây là 0,2 ôm nhé. Rất là nhanh và chính xác thôi. Tiếp theo là cái chức năng oscilloscope này, máy hiện sóng này. Ấn OK chúng ta sẽ vào cái menu của máy hiện sóng. Còn đây là chế độ phát sung. Nó có rất là nhiều các loại sung khác nhau, ví dụ sung sin này, sóng vuông này, đấy, dạng sung này, tam giác, cũng như là nó có thể xuất ra cả điện áp DC nhé. Chúng ta có thể lập trình được từ 0,1V, từ 0,0 ấy, 0V đến 3V. Ngoài ra thì nó có thêm một cái tool như này. Chúng ta vào nó có rất là nhiều đấy. Đo thì chúng ta đo điện trở này đấy. Điện áp này, điện áp thì từ 0 đến 40V nữa nhé, không được đo nhiều đấy. Đây là cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm này. Và đây là cái giải mã hồng ngoại. Mình có một cái điều khiển ở đây đó. Mình sẽ test thử cái chức năng giải mã hồng ngoại nhé. Đấy, các bạn nhìn đâu đó. Thì khi chúng ta bấm một cái phím ấy, thì nó sẽ hiển thị cái data code của nó là cái gì luôn đó. Thấy không? Chúng ta có thể giải mã được cái điều khiển đó. Copy điều khiển đấy đó. Tiếp theo là chức năng hiệu chỉnh cái máy này, đo cho nó chính xác hơn. Ngoài ra nếu mà khi mà chúng ta bấm cái nút menu này trong một thời gian dài hơn ấy, nó sẽ có vào cái menu setup này. Chúng ta có thể bật tắt logo này, ngôn ngữ này, âm lượng này, độ sáng này, cài đặt mặc định, cũng như là thông tin về máy cũng như là phiên bản. Quay về giờ mình sẽ test cái chức năng máy hiện sóng của nó nhé. Ở đây thì mình có một con máy hiện sóng cũng của hãng Fancy, đó là con 1014D. Mình sẽ sử dụng cái con máy phát sóng này, con máy hiện sóng này ở cái chế độ phát sung. Và sẽ test bằng cái đồng hồ này. Chúng ta sẽ sử dụng cái que đo đi kèm, chúng ta sẽ cắm một cái chân thứ ba này, đó là chân DSO. Cắm ở đây. Rồi. Bật máy nhé. Rồi sẽ chọn chế độ là oscilloscope này. Bấm OK. Đó. Thì ngay tức là cái dạng sóng nó sẽ hiện lên trên màn hình. Mình cũng có kết nối song song với cũng một con máy của Fleecy. Đấy. Con máy hiện sóng mini cầm tay. Các bạn nhìn này, hai dạng sóng xin nó như nhau nhé. Mình đổi sang cái dạng sóng khác này. Đây là sung tam giác này. Sung răng cưa. Sung nửa xin. Sung vây. Đó, sung nhọn. Và đây là dạng sung nhiễu này. Đó. Sung hình vuông. Đó. Mình sẽ để cái dạng sóng sin cho nó dễ nhìn nhé. Đây là dạng sóng sin này. Đó. Thì nếu mà chúng ta muốn bỏ những cái giá trị thông số ở đây. Đấy, ví dụ là duty rồi thì tần số này. Thì chúng ta giữ cái nút này. Đó. Đây. Đấy, thì nó sẽ bỏ cái giá trị thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ không bị rối mắt. Chúng ta giữ thì nó lại sẽ hiện thị trở lại. Và nếu mà chúng ta mà ấn nút giữ nút run này, đó, rồi thì chúng ta có thể điều chỉnh cái giá trị ở đây. Ví dụ ta chọn đo DC hoặc AC đấy thì tùy chúng ta này. Đó. Cái này là chọn thời gian time bay, chúng ta có thể chọn thời gian tùy ý nhé. Đó. Tiếp theo là que đo này, x1 hoặc là x10, mình đang để là x1. Khi mà chỉnh con giá trị xong xuôi rồi thì chúng ta lại cho nó chạy trở lại. Đó. Đây là chức năng máy hiện sóng hoạt động rất là OK nhé, mặc dù là cái điều chỉnh nó sẽ hơi phức tạp một chút, bởi vì là nó sẽ giới hạn ở những cái nút bấm ở đây chứ. Nó chỉ có 4 nút thôi, một nút nó sẽ phải kiêm nhiều chức năng, nên là khi mà chúng ta điều chỉnh thì nó sẽ hơi phức tạp hơn. Tuy nhiên cái máy này nó có chức năng nhớ nhé. Đây, khi mà mình tắt đi này đó. Và mình bật lại thì những cái giá trị mà chúng ta cài rồi ấy, thì nó vẫn giữ nguyên, chúng ta sẽ không phải cài lại nữa.
Đấy, cái điểm hay của nó là như thế, là nó mình nghĩ là nó cũng không quá phức tạp, không quá khó để chúng ta có thể sử dụng. Để sử dụng được cái chức năng máy phát sóng ấy, máy sắc phát sung, thì chúng ta sẽ sử dụng que đo đi kèm này, chúng ta cắm vào cái chân DDS. Đó. Và sau đó là chúng ta sẽ khởi động máy lên, chọn chọn cái chế độ máy phát sung General này. Đấy. Ok này. Đó. Thì ngay lập tức là nó sẽ tạo ra cái sung. Bây giờ chúng ta đang cài đặt là 100 Hz thì cái máy hiện sóng này nó cũng đang hiện là 99 100 Hz. Chúng ta có thể cài được tần số này cũng như là cái điện áp xuất ra, các bạn nhìn nào, là 3V 3 này, 3V 3 này. Ngoài ra thì còn chọn được các dạng sóng khác nhau, đó, sung này, sung tam giác này. Đó. Và cũng như là xuất ra các mức điện áp khác nhau, ví dụ như là chúng ta cài là 3V 3 thì nó sẽ ra ở đây là 3V 3. Và tần số với điện áp này hoàn toàn chúng ta có thể điều chỉnh được nhé các bạn nhé. Đó. Ví dụ là 100 Hz này, mình nâng lên 200 Hz, 3, 400, đấy. Chúng ta có thể hoàn toàn là điều chỉnh được. 1000 này, 2000, 3000, 4000. Tối đa của nó là đi 100 kHz thôi. Đó, 100 kHz. Rất là khủng khiếp luôn. Dạng sóng sin thì vẫn rất là đẹp nhé. Các bạn nhìn thấy không? Rất là ok. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái chức năng quan trọng nhất của nó là chức năng test linh kiện ở đây. Nhà sản xuất thì có cung cấp cho chúng ta những ba cái kẹp như này để chúng ta có thể cắm ở đây và test những cái linh kiện chân lớn như những con IGBT này. Chúng ta rất là khó để cắm vào mạch, khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái kẹp này để chúng ta test. Ở đây thì mình có một vài cái linh kiện cơ bản nhé. Chúng ta có thể kiểm tra xem là cái máy này nó có hoạt động này. Ok không? Bật máy này. Chúng ta sẽ vào cái chế độ mở test. Rồi. Cái linh kiện đầu tiên nó là một con MOSFET HI3215. Mình sẽ cắm ở đây để mình test nhé. Ok này. Thì ngay lập tức là nó đã hiển thị ở đây là con NMOS với 9,18 NF điện dung cộng RDS này, VF. Chân 1 là chân G, chân 2 là chân D và chân số 3 là chân S. Đó. Rất là chính xác nhé. Tiếp theo là một chiếc tụ điện, mình sẽ để nó ở chân số 1 và chân số 2. Đó. Máy đã hiển thị là tụ điện với ESR là 0,3 ohm và cái điện dung là 40 microfarad. Rất là chính xác. Tiếp theo là mình có một con diode ở đây. Đó. Kiểm tra diode xem. Rồi, nó đã nhận là đây là con diode LED với VF là 1,97 V. Quan nhìn con LED nó nháy này. Đó. Nó nháy để nó kiểm tra nó nhận là đây là một diode bình thường nhé. Đây là một con diode sung. Đó. Có cả VF luôn, 0,64 V. IR là 3,3 nanoampere. Rồi, đây là con điện trở này. Con điện trở này là con điện trở 10K nhé. Nó có đo cho nó có chính xác không? Đó, 10,21 kΩ. Ok. Đây là một cái cuộn lọc MI này. Bình thường những cái máy đo khác ấy, thì đo những cuộn lọc có giá trị lớn như này rất là khó. Mình thử xem cái máy này nó có thể đo được cuộn lọc nhé. Dùng cái chân kết nối của nó. Cắm nó đây. Rồi. Và mình sẽ cắm vào cái máy đo này để mình test. Ok này. Rồi, máy đã đo ra đây là một chiếc quân cảm
có điện cảm là 5,46 mAh và cái điện trở cuộn dây là 0,9 ohm, nó rất là ok nhé, rất là chuẩn luôn. Cuộn cảm là cuộn cảm 5,5 mH. Một điều tuyệt vời nữa là cái chiếc máy này có thể đo được diode Zener nhé các bạn nhé. Đây là con Zener này. Để đo được diode Zener thì chúng ta sử dụng cái socket đầu tiên này, có ký hiệu là KAA. Mình sẽ kết nối vào này. Bấm test. Nó đã đo được con Zener là con Zener 4V5. Đó, rất là ok. Ở với hai con Zener thì sao? Với hai con Zener này, hai con Zener nối tiếp đo được VZ là 9V3. Đây là một cái cuộn cảm lọc xin này. mAh, 0,1 ohm. Quá tuyệt vời luôn. Tổng kết lại thì đây là một với mức giá là khoảng trên dưới 1 triệu thì đây là một chiếc máy rất là ok cho anh em mới vào nghề nhé. Nó có gần như là đầy đủ các công cụ cho anh em có thể thực hiện công việc sửa chữa của mình, và trên hết là nó rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay thôi. Chào tạm biệt anh em.